Chào mừng anh em đến với kênh Leo 712 Gaming. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em để build một build là anh em tao đông để giành đánh tập thể với boss nha. Thì build này có thể áp dụng cả level thấp cũng được, chỉ yêu cầu một số điểm như sau thôi. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng pháp thuật nào trước. Thì đầu tiên là mình có cái kill an ninh pháp để dễ vòng tròn nè. Kill này thì làm nhiệm vụ ẩn quét dưa hấu thì mới mở được. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến kêu phân thân nguyên ngoại thân pháp này, gọi đệ đó, gọi anh em xã hội đến. Kêu này không làm thì ở chấp hai, làm chấp hai gặp lưu địa, gặp cái ông công đầu là có nha. Ngoài ra thì mình sẽ đến phần bào chế của rượu. Thì ở đây á, anh em hãy chọn cho mình cái thập nhị trùng lâu dao này để nó tăng cái skill phân thân hoặc là lòm nhắm. Nó sẽ tăng cái sức tấn công cho sau khi mà mình tàng hình á. Tiếp đó là quy lệ, thì đây là nước mắt rùa ở chấp 4 nha. Cái phong sơn thạch tỷ này xác suất không tiêu tốn lượng rượu trong hồ lô, thì anh em uống nhiều rượu vô thì có khi nó không tốn, nó một cái tính năng rất ok. Ngoài ra thì nó sẽ có hợp thị trùng thế thì giảm thời gian hồi pháp thuật, nhưng mà nó hạn chế bạn di chuyển á, thì phù hợp với cái lối đánh này hơn. Thì phần căng khí á, thì anh em hãy chọn là cái tệ nhãn viên viên tĩnh này nha, tăng nhẹ sát thương một kích nè. Đây là cái một cái thôi, anh em là full lục căng thì bỏ qua, còn anh em nào mà chưa có thì mình sẽ tăng điểm như thế này đó, một điểm vô cái tệ nhãn viên tĩnh này. Tiếp theo là mình sẽ tăng vào một cái là gió thổi bên tai này, tăng tạm thời sau khi né hoàn hảo. Rồi, ở đây nghe cái mũi á, thì mình sẽ tăng cho nó là nhất tổ cổ tá khí này, tích lũy 4 điểm cung thế trong cái phạm vi an ninh pháp, cái dãy vòng tròn đó. Ở đây thì mình sẽ tăng là đan mãn lục tức này nha, cái hình biểu tượng này nè. Sau khi sử dụng đan chợt thì tỷ lệ bạo kích cho lần tấn công tiếp theo. Anh em mình ít bạo kích thì có thể dùng cái này, nó sẽ tăng tỷ lệ bạo kích lên. Còn đây á, mình sẽ tăng sát sinh lực tối đa để nó bù lại cái lượng máu mất. Cuối cùng là ở đây mình sẽ tăng cái hợp ý đồng tâm này, để khi mà các thiên mệnh hồ mệnh nhân mà đánh nha, đánh chiêu mạnh mẽ thì mấy anh kia nó copy theo đó, anh em đông nó cùng đánh một lượt. Ở đây thì anh em có thể dùng set đồ nào cũng được, bổng nào cũng ok hết, cái gậy nào cũng ok. Mình chỉ quan tâm sẽ tới cái phần báu vật thôi, và một cái là phép phép biến hình nhanh á. Anh em lấy cái phép hỏa linh nguyên mẫu này ở chấp 5 nha, gần cái map ẩn á, nó sẽ có con rết. Rồi thì anh em tiếp tục sẽ lựa chọn một số cái vật phẩm kho báu, như là cái lò bắt thú dữ Phật nè, nó tăng sát thương bạo kích. Thì anh em có hai cái thì đeo, ba cái thì đeo ba cái nha. Còn một cái nữa đó là đèn cát tường, khi mà tụ hình tán khí kích hoạt á, thì nó tăng sức tấn công giảm, nhưng mà nó giảm sinh lực nhưng nó tăng tấn công, thì anh em lấy cái này. Một món nữa là cái xà cừ bội này, nó giảm thời gian hồi chiêu pháp thuật thì mình xài chiêu được liên tục luôn. Còn một slot nữa thì anh em có thể tùy ý, như lấy dòng tăng sát thương chí mạng hay là cái gì cũng được, anh em lấy phù hợp nha. Về căn cơ thì anh em build đường võ nghệ nè, mình đi cái cột bên tay trái hết luôn, đi thẳng từ trên xuống dưới, max kill là ok, không cần anh em phải max cấp đâu, thì anh em cứ tùy theo level thôi mà mình nâng. Tu tiên tu thân á, thì anh em nâng lên tới tấn công dồn dập này maximum nè. Phép tính quán thông cũng tăng maximum luôn, tăng phòng ngự cũng tối đa và tăng cái sát thương một kích cũng tối đa. Ngoài ra thì mình sẽ tăng thêm cái tích nộ này để tăng côn nè, và tăng máu để nó nhiều máu hơn chút. Về phần côn pháp á, thì anh em lấy phách côn đập nè. Nếu mà trên bàn phím thì nó là nút X, còn trên cái
tay cầm như nó là đổi tên qua phía bên tay trái thì phải. Đó, thì anh em ưu tiên nâng hết kêu hết đường cung phách này luôn. Cung phách này thì nó sẽ có luôn cả cái nhìn thấu để anh em đỡ một trăm khi mà có một điểm focus point. Kỳ thật á, thì anh em nâng mắt cho mình là cái an thân pháp nha. Cái kêu vẽ vòng tròn thì có bao nhiêu điểm mình nâng maximum hết là ok. Còn đối với thân pháp thì cái tụ anh em nâng cái tụ hình tán khí. Tụ hình tán khí cũng full nha. Để nó đi, để khi mà mình tàn hình đi thì mình có tăng nhiều đam với lâu thời gian. Rồi về cái hào mao thì anh em nâng mắt nguyên ngoại thân pháp này để gọi điểm, gọi đề với là gọi anh em xã hội ra. Còn về phần biến hóa thì nâng một điểm cắt đuôi, giảm thời gian hồi chiêu ma pháp nè. Và tăng cường góc phòng ngự mỗi cấp độ để cho mình trâu một xíu. Như vậy là đã xử lý xong hết cái skill. Còn bây giờ sẽ đến thực hành. Thì bây giờ mình sẽ đến thành thực hành nha. Ở phần thực hành này thì đầu tiên anh em mình sẽ dùng cái kêu tàn hình ra và mình lùi về sau. Sau đó mình tiếp tục gọi đệ. Đó. Và vẽ vòng tròn. Đứng trong vòng tròn á, thì anh em uống rượu liên tục luôn để nó hồi điểm skill cho nhanh. Đó, như anh em thấy mình đang uống thì nó sẽ hồi rất nhiều điểm skill đó ha. Và hồi skill thổi nhân vật nữa. Thì nó sẽ hồi kêu cho mình và mình tiếp tục gọi đệ thêm lần nữa. Còn coi như được hai lượt đệ. Sau đó thì mình nhân mắt ba tắc á, mình gõ đầu con boss thôi. Đó. Và cứ lặp lại. Sau khi mà đánh lần đầu tiên á thì các bạn tiếp tục vẽ vòng tròn và đứng trong đó gồng được 3 focus. Rồi sau đó mình lại đập boss y chang như vậy là xong. Do có thể áp dụng cho cả level thấp nha. Miễn các bạn đủ kêu thôi. Ok, chúc các bạn chơi game thành công, có một view chơi thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở view sau.